thì đã chuyển sang Học viện Nông nghiệp Việt Nam bên học công nghệ sinh học, chỉ mấy cái Viper này. Ok, và support Viper, let's go. Học công nghệ sinh học thực ra học nó không chất lượng đâu, học chán lắm. Ui, cái nhà em luôn. Bây giờ Lâm này. Học có một cấp hai ba quanh nông nghiệp ấy. Thằng 7427 này nhìn thẻ của nó là rocket. Cái top hiện tại top ladder toàn người quen đánh nhau, không có người lạ đâu, toàn những cái thằng này. Mùa nào thì cũng có chỉ những thằng này đánh. Là Fireball, không phải Rocket rồi, đây là Xbow 2.3.0. Đánh với lại 3.5, Hawk 3.5. Mà Hawk đánh hơi khó, bởi vì là Hawk rất khó để có thể vào. Có chăng là cố gắng là sẽ Rocket thôi, Rocket time. Not good bro, Xcando not good. You know, this deck very difficult to play. Need high skill. You know, on top 200, only Viper use this deck, bro. Tomorrow, early stream, yeah, okay. We start live stream in 3 hour. Okay? Last hour. Last hour. Sao học đại, sao đại học à? Không, sao nước ngoài mà tốt hơn cho Việt Nam biết không? Nó không phải, nó mạnh so với bạn thôi chứ nó không mạnh so với meta. Nó không mạnh so với meta. Đây là những cái cổ điển nó khá là lâu rồi. Vì nếu mà những cái cổ điển này mà nằm ở trong meta thì nó là gọi là mạnh. Nhưng mà nó không nằm ở trong meta thì nó không phải là mạnh. Rất to đấy. Mình lúc nãy mình có chơi vài game dùng cái deck này nên thực sự là rất khó đánh, còn quá nhiều kỹ năng và cái việc phân phát bài có rất nhiều kỹ năng. Executioner, Vanky Executioner rồi, còn mình đặt con Executioner cũng rất khó. How to win, phần nào 500 máu. Khó. Miner mình nghĩ là không. Mình nghĩ con bị nép là con Nai chứ không phải là con Miner. Hi bro. No way. How to win the Vanquish. And we need the Executioner. Lord Rocket coming. Rocket is coming. No. Yeah, exactly. Very difficult to play. Don't have any time. I don't have time. Không còn đủ thời gian để có thể rocket nữa. Nhà em nghèo em phải lo chứ, nhà em giàu em phải lo gì. Ok, Xbo, we have the best soap, we have the best fast soap nè, and ace. Yo, what's up? Ui, Anaban đánh với lại Muji kìa. Trận hay quá ta. Why do player forget the game as a stem? They are friend, bro. They'll never play, never. Không giải nhanh, vậy là đúng là đi được. Đặt đầu. Thường thì đoạn nhất, có loại nhất thì nó đi được tầm 2.000, 2.500, 3.000 gì đấy. Nhưng mà nhất đầu, như gọi là những cái vòng số đầu tiên thì nhìn nó còn bon bon ấy. Nhưng càng về sau thì nó càng ỉ cái xe.
chạy nó cứ kéo nó không được bốc cho lắm. Với lại nhiều sau càng dùng sau ấy thì nó càng bị cái mạt nhiều ấy, cái mạt với lại cái nhớt nó càng này đấy, thì nó cứ không có gì đâu. Hôm bữa Tết vừa thay vừa dán lại cái xe xong. What are you eating? Rice, chicken, kho à? Không biết kho là gì. A little vegetable. Nghe thấy bọn nó đánh nhiều quá nên là xem stream luôn. Ok, next match Viper, sure. Don't worry, stay here with me. Viper, Ticket and Pompeo show. Mirror matchup. Bé phát ăn rồi. Mirror matchup, so, thằng nào hơn một chút máu là thằng thắng. Rất ít khi mirror matchup mà bị out cycle, rất ít khi. Bởi vì hai deck là trên tốc độ tương tự nhau, bằng ngang bằng nhau, thằng nào xoay nhanh hơn thái thắng. Oh, last five money coming. Oh wait. No. Cậu xanh không lòi ra một cái five bone cuối cùng nữa. Điều gì đã xảy ra vậy? Best fast. Let's go. Hey, when that got, what you're in my your this season. They're good for me. Can I enjoy friend, yes? I know him and asked him on my friend list. When he got two over 200 followers, over 200 followers, and now he get he got 10,000 over 10,000 follower. Hello em. Hello mọi người. Ăn cơm đi. Mọi người ăn cơm thì chúng ta còn nhiều trận hay ở cuối giờ đó. Tầm độ khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ nó sẽ có nhiều trận hay. Thế còn bây giờ thì chưa. You know he finished top one time in the past, top one the ladder. The original his name account Mohammed Lai.
you should check on Rail API website. How you have you friend Upro, can you walk me through the step, please? No, sorry, no. Hello, đầu tuần Hoàng làm ạ. Có chứ. Nhưng hôm nay mình làm ở nhà. Tại vì sáng nay mình có việc nên là mình xin ở nhà. Đấy, bảo là không xem kênh này không livestream. Livestream lâu lắm rồi, bây giờ bắt quay lại. Đánh ghê. Cái deck của Pompeo này rất khó để có thể ăn được cái Icy Bowl, cũng giống như deck của Viper vậy. Nếu bắt Muji, let me check the game. Thank you. Three, two, one, yeah, well played. Restoration Pompeo. Top 20. Đánh công hiến. Ok, best hard ball, giant double freedom. Dạo này không còn cái deck giant double freedom mà 3 spell nữa nhỉ. Chỉ có 2 spell thôi. Giáp về fireball. I feel like kick line and finish the one in this season. Kick line. Okay, one vote for kick line. Muji right now, no. Because we have reward every month, so you know. Every season, top ladder push too much. To try hard to get 1 point to CIL next round. The last week we have kick line. He get 200 or 2,000 dollar. No, $20,000. I need 20,000 dollars. What about kick team line? What do you mean? Không ngon rồi, được cho Andrea nó như là không ngon đâu, bán mất. Root à? Em lại muốn chơi cái trò đấy, Root. Hey, what surprise? I remember you surprise my channel this up. Hôm nay á, hôm nay chắc chắn là phải nét rồi vì nó quá mạnh. I like your stream, season ending stream so much, so thank you. Drop a like. I think on next balance, we have a Supercell will fix jam it up. Nice and a little bit his speed maybe. Because he, right now he's the best. He is the best mini tank right now. And how about Fisherman? Yeah, exactly. And how about Raya Zion? Raya Zion, his speed.
damage. And, I see wizards. Fisherman cũng vậy. Nói chung là những con nào trong meta là mình thấy nó mạnh là mình là ghét luôn. Lead. Wow. Cái bầu đánh với dài gần đánh mượt quá nhỉ. Quá mượt. Play song for fun nào. Mày nào đi. Maybe copyright song. Copyright song. Okay, Muji and Belfast, let's go. Muji, trời lạnh khí là một đứa. Emoji? No. Rồi, ích bầu thua. Ích bầu rất khó ăn. Đánh hai lane mà nó ăn máu thế này sự rất đau. Hey, hi bro. Impel, how to win? Bầu thua chắc chứ còn thua gì nữa không? Vì là bên kia nó xoay nhanh quá. Con thơ ở thả đi là Fireball rồi. Không thể nhanh bằng deck này. Lại nó không có nhiều đam đến từ Xbo. Nó chỉ cần đặt Miner, đặt Fireball. Rồi là một cái lock nữa. Xong. Không quên là sẽ có một mini tank là con này. Chị đấy, ui đập. Một bom thờ, đây thời điểm mà Cycle Fireball chặn được không? Không chặn được, bởi vì là Fireball nó dã vào đầu ngay. Xbo là sẽ làm thủ trước, chúng ta sẽ cần một tank. À, một cái đi defend. Tuy nhiên là cái lượng máu nó số 1.200 rồi. Easy. Say good game. Congratulations Muji. And good luck bad fast next time. 30 giây không là một cái vấn đề gì. Nhưng mà lock lại Miner Worldbreaker lao vào Xbo. Không cần thiết là phải công nữa. Nhưng mà công để gây áp lực lại cho đến bên kia. Goblin Spear vẫn rỉa, hai hit. Những lượng đa rỉa rất giá trị. Tiếp tục là Bomb Tower, hai cái đập đây. Vượt thì qua thì quái là được. Rồi, save good game. Rất tiếc, rất tốt nhưng rất tiếc. Thirty six. Ooh, Xbo, best NA and Pompeo. Famous kid, sorry, I don't have him. My friend is. No.
Why don't you play other? Oh, I'm play so much, bro. Too much. But my deck not good this season. So I'm too. Who will win? Keep 5-1. Kill. Oh, cannot use 5-1 right now. So defend first. One minute left. Scared they're not gonna change to left spear. Một đèn Araba. Woo, congratulations. How much time? 32 minutes left. Congratulations, Pompeo. You can do it. And 5-1 coming. The 5-1 coming, we need a zap and CG in well play. Congratulations, Pompeo! Woo! Motor Tank Anaban, sorry, I don't have them on my fair list, sorry.